Xin chào các bác, ở video này em giới thiệu cho quý vị các bác anh em yêu audio trên toàn quốc đang theo dõi trên kênh YouTube của mình Audio Sài Gòn một chiếc âm ly mình mới tuyển chọn, chiếc âm ly đến từ nước Ý nha. Đây là một trong những cái thương hiệu rất nổi tiếng của Italia, Audio Analogo Puccini. Chiếc âm ly này là dòng âm ly bán dẫn. Các bác đang có những dòng loa Tannoy, JBL hay là Elac hay là BMW, cần một cái sự tinh tế thì các bác có thể chơi với chiếc ly này, bởi âm chiếc ly Puccini này có một chất âm rất là hay. Thì trước hết chúng ta sẽ về phần hình thức. Thì xét về phần hình thức thì trước giờ dòng âm ly châu Âu họ làm hướng đến sự đơn giản, nhưng về phần chất âm thì họ sẽ cho chúng ta một sự tinh tế chính xác ở trong âm thanh, và đặc biệt là họ hướng đến sự mộc mạc. Thì không ngoại lệ, chiếc Puccini của Ý này, sản xuất tại Ý này, có một chất âm như vậy và rất là hay. Các bác có thể nghe đa thể loại nhạc, từ nhạc trữ tình cho đến những bản nhạc hòa tấu chi tiết gai góc. Thì dòng âm ly châu Âu của Ý này đều đáp ứng tốt. Và đặc biệt chiếc âm ly này thì nguồn gốc là mình đấu giá từ bên Nhật về. Tình trạng máy là zin nguyên bản 100% và máy còn rất là đẹp các bác nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy phiên bản Interga Interply này. Thì chiếc âm ly này là cái phiên bản đời cao, nên là cái phần selector này sẽ là phần điện tử. Và con này nó có một người đàn em nữa là đời cổ hơn, thì là đời cơ. Thì đối với những bác yêu chất âm trong trẻo thì hướng đến cái sự mà gọi là trong trẻo hơn, thì chiếc âm ly này nó sẽ đáp ứng tốt hơn so với cái model cụ đời cũ, đời cơ nhé. Và mức giá cho chiếc Audio Analogo Puccini của Ý này thì hiện tại đang có mức giá là 16.800.000 đồng, một mức giá cực kỳ tốt so với mức giá trên thị trường những năm trước đây. Chiếc này phải trên đầu 2, nó rơi vào khoảng 9-1.000 đô. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu như vậy rồi, thì bây giờ em sẽ test thử cho quý vị anh em các bác nghe thử một đoạn nhạc nha. Bây giờ em sẽ test với cặp loa Tannoy Glenline 10. Về phần tính năng các bác, khi mà chúng ta vặn nhỏ volume thì âm ly sẽ có chuyển sang chế độ tự động tắt. Đó. Thể cảm nhận được cái chất âm rất là bay bổng, rất là châu Âu, nghe nó rất là dễ chịu. Bây giờ trước khi dừng video thì em mình sẽ quay ở phía sau để cả nhà mình cùng tham quan. Thì thông qua video này giới thiệu với cả nhà chiếc âm ly của Ý Puccini, thì ai có nhu cầu chơi trải nghiệm dòng âm ly của Ý Italia này thì liên hệ cho em nhé, em mình ship hàng toàn quốc. Đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy là Make in Italia cũng như là số series của máy ở đây. Đấy. Italy, Puccini.